Chào tất cả các bạn ha, đã quay lại với kênh Nắng Ống Của Tôi nha. Này mình sẽ review chiếc máy sới đời mới năm 2019 nha. Đây là quan cảnh của bà con nông dân ở đây. Kính chào quý bà con, thì em là Khánh, là nhân viên kinh doanh của đại diện công ty Việt Nam. Và bên trái của em đây là anh Kiệt, là chuyên viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn ta vận hành máy, như là Kiệt vận hành máy thì chúng ta sẽ đăng ký, và ai muốn coi nhu cầu lấy thử thì đăng ký em để nó sắp xếp để cho ta lấy thử cái dòng máy này. Thì trước tiên thì em cũng xin giới thiệu cái dòng máy này. Thì đây là cái dòng mới của công ty Yamaha Việt Nam. Thì với cái động cơ đây là 57 cái này. Thì mới mở ra đang là ta thấy là cái móc mở rất là dễ dàng. Ở đây có một cái ti móc qua đây. Thì cái đây một cái góc đây là 80 độ. 80 độ là giúp ta có thể kiểm tra động cơ được. Động cơ đây là động cơ là 3TV94, là động cơ 4 xoắn, là không sử dụng là cái turbo giống như cái dòng khác là có sử dụng turbo, mà nói động cơ bài máy này là không turbo, không có đưa sang công suất sản xuất ra là 27 lần đó. Và cái tiếng thứ hai là cái gầm của cái IM 37 là 4 tấc 25, là cao hơn các cái dòng máy máy cày khác là có 4 tấc, máy cày chúng ta là 4 tấc 25, là gầm cao. Và một số cái chi tiết cải tiến nữa thì quay kịp lên máy của thì đây là cái bộ những thiết kế những cái tư thế người lái sẽ vận hành thì có cạch số là có 4 số là 1234 và tiến lùi là 2128 và cạch quay nhanh và cạch chậm có là 8 tiến và 8 lùi là 8 số tiến 8 số lùi. Và quan trọng hơn là cái bộ số là số đầu tốc, là khi chúng ta vận hành trên ruộng và ta chuyển từ số 1 lên số 2 là ta không cần phải giảm tốc độ gì, ngừng máy lại để mà chuyển lên. Cơ cấu như là chúng ta sẽ lái như một chiếc ô tô trên độc lộ. Thì đó là cái cải tiến mới của dòng máy Yamaha em mà đang lái này. Rồi đây cái ghế của Yamaha là ta phải điều khiển được và cái tiếp theo là cái máy cài là có một trang bị một cái cổng USB là 12V là ta có thể sử dụng cho sạc điện thoại được luôn. Mà cái này là 12V này là ta phải mua cái jack để chuyển đổi thành USB ta mới sạc được ha. Không, cái đó là đại lý tặng. Tại đó anh Bình hứa là sẽ tặng cái đó luôn ha. Đó. Mà không phải là cái sạc nội thông mà ta có thể sạc lo nghe nhạc, bắt điện thoại lên suốt đó ta về chạy ta nghe nhạc luôn cũng được. Bắt TV coi phim đó cảm luôn. Tùy theo cách sử dụng ha, thì đó em cứ gợi ý thôi. Và theo là cái cải tiến mà cũng rất quan trọng đó là cái lắp bình dầu. Lắp bình dầu là trước đây là những cái dòng máy khác nên là không có cái công kỳ hóa. Đây thì chúng ta đã có nghe ý kiến của những khách hàng, tại vì đối với trường hợp miền Tây mình là không có, nhưng mà ở
miền Bắc á là có những kẻ xấu người ta là mở ra, mở cái nắp dầu ra, bỏ đường vô, bỏ muối vô thì động cơ là quá là hư, là cái máy 30-40 triệu người ta là thành là như là bỏ luôn đó, là phế liệu. Bởi vậy nên ma thiết kế thêm một cái khóa để chúng ta phải khóa lại để ngăn ngừa những kẻ xấu để là thả cái máy ra đó. Và cái đặc biệt của cái máy, cái ban 7 này là cái bê tô, là bê tô ba này là phải nào nó ngồi gì là khi chúng ta không có không có đủ tốc độ di chuyển của máy, ta máy ta đứng ngay tại chỗ, có thể mặc bê tô, bê tô là phải quay. Thì điều đó giúp cho chúng ta là khi chúng ta mà vào những cái góc cua là cái tới một cái cản phía trước, chúng ta là chuyển hướng để mà lấy cái bê tô thì cái bê tô ta mà sẽ không không mà tắt được nhanh được á, thì cái máy ta rất là nhạy, rất là tổn hại, hại cho cái thao tác chúng ta. Không phải như mấy như cái máy vậy, ta cần có một cái nút ở đây, chúng ta ấn kẹt lên ấn ra, có một cái nút ở đây và vô cua ta sẽ tắt ngay, tắt ngay thì rất là thuận tiện. Sau đây là anh Kiệt, đây phía sau nha. Mà anh Kiệt thử cái chức năng bê tông độc lập nè. Thì đối với cái bê tô độc lập này là khi mà cái tốc độ động cơ là bê tô này là có hai số, số 1 số 2. Thì mà cái số 1 là tốc độ cái bê tô là 540 dặm một phút, số 2 là 740 dặm một phút. Khi mình dài số thì sao? Mà khi mà cái tốc độ động cơ y bằng 37 là động cơ tốc độ động cơ là 2400 dặm một phút, là cái tốc độ bê tô đã đạt 540 dặm một phút. Là có nghĩa là tốc độ động cơ thấp nhưng mà cái vòng cái đạt cái tỷ suất truyền ra cái bê tô là vẫn đạt. Thì đối với cái dòng máy khác là 2600 dòng một phút thì cái tốc độ cái bê tô mới đạt 540 dòng một phút. Thì đó là cái tính năng mà cái nổi trội là giúp chúng ta là tiết kiệm dầu, tiết kiệm dầu, tiết kiệm nhiên liệu đó. Và cái máy này có trang bị thêm là cái bộ định vị ha, định vị là cái mắt ASIC. Thì khi mà chúng ta hoạt động trên đồng ruộng á, là khi mà cái ta có thể xác định được cái vị trí máy ta đang ở đâu, và ta có thể kiểm tra được cái lịch trình hoạt động cái máy đó, cái trong ngày đó, trong tháng đó. Có nghĩa là chúng ta là đo được diện tích ta xới luôn, giống như cái máy gặt danh ma. Là hiện tại ta xích hả? Là định vị thông minh, là đã trang bị cho cái dòng máy cày đó, chứ biết smart và thông minh đó. Đó là những cái tính năng mà nổi trội của dòng máy cày thông minh. Cơ hệ số là số cơ nha. Vâng, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành ra ngoài ruộng, ta chạy thử nha. Thì ta là trước tiên là ta phải thử năng máy ha, sới thì bạn em này có gì cái cám rồi chạy kia sới lớn rồi, thử tính năng của máy là số đồng tốc, chúng ta là ngày số như thế nào. Và thứ hai là cái bê tông động ra sao, gọi ta là tài xế, anh em tài xế ta sẽ trả lại cho nó. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành cho tập luyện ha, và anh Kiệt ạ. Vừa đúng rồi đó. Vừa đúng rồi.